kinh mấy cái bánh hình tròn. Mấy bốc giỏi nhá. Trời, mấy bốc của Ben các bạn nhìn thấy quay như củ kìa. Mấy Ben xin chào các bạn. Nay mấy Ben tiếp tục cái clip thứ 5 là quay về cái công trình làm cái ổ cho gà để gà đẻ. Hiện tại là Ben mới chở được một xe cát, bây giờ là xe cát thứ 2 trong cái series làm ổ gà. Các bạn đã trở lại với kênh thì cảm ơn các bạn đã đón xem nhá. Và các bạn nhớ đăng ký kênh của Ben và kênh giải trí cho bé yêu, cho bé Ben một like để làm động lực cho Ben nhá. Rồi đó, Ben xúc như thật luôn, các bạn thấy không? Đấy, xe Ben đầy chưa con? Để đây tí nữa còn đi. Bạn chơi tắt một hồi rồi các bạn. Chơi rất chi là nhiệt tình. Cố lên. Trời. Xe Ben của Ben chở 6 bánh luôn các bạn. 6 bánh. 6 bánh mà nó sẽ không... quay lăng. Không lên được dốc, dốc nặng quá. Cố lên, dốc này cao phết đấy. Cha thành công rồi. Đi qua cầu cẩn thận nhá. Qua cầu cẩn thận có bị sập đấy. Con đi được không? Có cua được không con? Cua được chứ. Wow, con thận rơi cầu. Quá siêu. Quá siêu đẳng cấp. Ben đang quay vô lăng các bạn. Đang quay vô lăng để cho nó qua được cái cầu đấy. Cẩn thận, có đường khó đi đó, gãy xe gãy cầu đấy. Gãy cả cầu xe luôn. Rồi. Ô, xúc đầu cũng đất rồi mà vẫn đi được à? Chết kệ hắn. Chết xe mất đi. Chết. Ô, hút cục cát mà chết được. Cát nhẹ mà. Thế à? Cát nhẹ mà chết được hắn. Ba nghĩ là nó một cát cũng chết chứ. Một cát cũng chết cô. Tại cát nhẹ mà ba cát nhẹ không chết mà. Nhưng mà cào mạnh. Nhưng mà hắn là hút cục cát nha. Ừ. Hút cục cát mình mà đi nhanh quá mình hút mình lấy cái đầu xe hút vô cát là chớt xe, nhưng mà đi từ từ hút vô đầu cát thì không bị chớt. Ok con, hãy Ben vừa giải thích cho ba nghe. Đây xe Ben đi mà tạo qua, bạn thấy tạo lằn như thật luôn kìa. Đó, lúc xe của Ben còn mới mà có lằn như thật luôn. Mà Ben mua xe này lâu rồi các bạn, 3 năm hay 4 năm rồi đấy. Ben chơi Ben rất dữ rồi chơi. Quay cái bánh. Quay được không? Quay được không? Nó có quay được bánh không? À, cũng quay được bánh à. Đây là cái vô lăng của bạn đây các bạn này. Đó. Rồi bạn cua vô lăng để đổ đấy. Đây này, khúc cái cảnh như là trớt đầu này. Trớt đầu. Đó, đó là trớt đầu xe nè. Đấy, cái gạch nó cứng lắm. Đây là gạch đồ chơi các bạn này, gạch đồ chơi. Đồ này là màu xanh lá cây nè. Đấy. Green đúng không? Còn màu xanh nước biển là blue. Màu vàng này là yellow. Con phải nhớ tiếng Anh con học. Ben vẫn đang lái này. Cứ vô số lùi đấy lùi. Ben chở được 2 xe cát rồi các bạn. Chà. Để cẩu lên là tao. Đây là xe tự động, xe tự động hơn tự động lắm. Bà coi cái trục của nó có khỏe không nào? Trục của nó có to không nào? Trục to nên không nâng. Ben đang nâng giống thật luôn các bạn. Đấy, cố lên, trục cố lên. Chà, cái trục to kìa, đó, cái trục của nó. Trục. Đó, còn tay còn giữ cái trục nó được. Tì vào trong giữa, đấy vào giữa đi lệch à. Đấy vào cái rãnh ạ. Đấy đúng rồi. Xe nặng quá các bạn. Này đây, cát đổ như thật luôn này, các bạn nhìn. Chà. Wow. Bây giờ đi, nếu mà rút xe đi phía trước là nó tự cát rơi. Cũng như thật luôn. Đúng rồi đấy. Rồi. Đấy.
công trình các Ben đang làm thì đầu tiên là muốn làm công trình là phải có cát các bạn, phải chở cát, chở vật liệu, đúng không Ben? Ừ. Bạn đang cầm vô lăng bạn xoay đấy các bạn này. Xe của Ben có vô lăng đấy. Bạn thích lắm. Đây phải tránh đống cát thì cô vừa chở cát xong là phải đi tránh đống cát thì không lại san cát là bằng nó lộn với đất mất. Con phải cua vào chỗ chân con rồi lấy đường đi. À con mang máy xúc con gạt đi, mang máy ủi này. Gạt cao lên để lấy đường, đúng rồi. Đây. Máy ủi ra làm việc đi máy ủi ơi. Máy ủi bật ruder nhá. Máy ủi sẽ có nhiệm vụ là gạt cát cao lên các bạn ạ. Đây này, đấy, ủi cẩn thận. Ủi làm sao cho đống cát nó cao lên để lấy đường cho xe đi. Đấy. Máy ủi mà Ben làm mà nhấc cả đít lên luôn các bạn. Đến nơi là anh phải nâng cái cầu lên phát là anh gạt lên. Đấy. Vun đống này cao lên. Để sao ta còn chở xi măng nữa. Rồi, đấy, có đường đi rồi đấy. Rin xe Ben của Ben. Bạn nhìn thấy trông xe hổ vồ không? Đi có lằn luôn các bạn, lốp có lằn luôn. Sau bánh rất là khỏe đúng không Ben? Đây các bạn thấy công trình của Ben chỗ như nhìn giống công trình thật không? Này, máy múc nằm bờ này. Kia là xe chở chống chiếc xe gòn chở than đó. Đây là xe cũng là một xe công trình này. Bên cạnh còn có cá sấu này. Sấu cũng mệt quá, sấu nằm đây để canh công trình. Bên kia là có một cái xe nằm trong bờ lâu lắm rồi, xe nó bị hư rồi. Đó, xe nó nằm. Tại xe người ta không cần, người ta bỏ khóa rồi. Người ta là ai? Người ta là ai? Cái xe này, cái xe này các bạn thấy này, nó làm công trình lên lâu, xe bị chết máy không nổ rồi. Chà. Con không lùi nữa, con đi tiến luôn à? Vâng. Tao đi tiến luôn được. Có khi mà trời tối về cho công trình xe nghỉ đi nhỉ? Tối xe phải làm chứ. Vẫn làm à? Tối xe còn làm nhà chứ. Kinh. Bà tưởng tối xe được nghỉ đấy chứ. Tối xe còn làm nữa chứ. Bà không thấy trong thật xe đang làm đến tối à? Vậy à? Bà đang lùi đó các bạn. Người theo tôi cũng vượt cái nhà. Bà nhìn kiểm tra coi anh có lùi xuống. Rồi, bánh lòi ra là phải tới đi. Tới. Cái này bánh này sắp lòi ra đúng ra là phải tiến lên. Tiến lên lấy đầu lái về phía sắp đầu xe bê tông. Rồi, lại lùi một tí. Lùi đít một tí đi. Đít một tí. Chỗ này rất khó lùi các bạn ạ. Ben đang thiết kế để xe lùi. Đấy. Xe có Ben lùi mà xịt cả đít ra, bạn thấy không? Quá hay luôn. Rồi, tốt quá. Hôm nay là series thứ 5 các bạn nhé. Trong làm từ ổ cho gà đẻ mà vẫn 5 clip rồi mà vẫn chưa làm được, mới chở cát thôi các bạn. Công trình này hơi bị lâu đấy. Các bạn đón xem tiếp tục ở hai kênh Bé Ben và kênh Nhà Chị Cho Bé Yêu nhé. Clip này xin dừng ở đây, chúng ta sẽ làm tiếp clip tiếp theo. Bye bye các bạn.